Chào các bác nhé, chúc các bác một ngày mới ăn lành hạnh phúc ạ. Em đang gói miến cho khách ạ. Bác nào có nhu cầu mua miến rong nguyên chất 100% thì mua ủng hộ em Liễu Cao Bằng theo số điện thoại 0989 037 668 nhé các bác. Em đang gói để gửi, ít nữa em đi gửi cho khách. Anh này khách quen, mỗi lần lấy một bao, thấy ngon là mua mua đi kiểu như Tết làm vừa ăn vừa làm quà luôn đó. Ngoài ra em còn có sim khô nhé các bác. Các bác lấy đi ngâm rượu Tết thì ngâm vào rượu ấm thì sẽ ra rất là nhanh. Sim khô em cũng bán đồng giá cân 100.000. Miến rong cũng cân 100.000. Các bác lấy đơn hàng em ship từ 2 cân trở lên và những đơn hàng từ 5 cân trở lên em sẽ bao ship cho các bác cho vui nhé. Tầm này là em chỉ lấy những cái hàng mà khách đã đặt đấy. Thì là em đặt dư ra một chút. Thì các bác nào lấy thì em bán thêm. Hôm nay thì em bán được hơn một bao, thì em còn tầm hai bao nữa là hết rồi. Bao nào muốn ăn miến rong Cao Bằng, miến không tẩy không hóa chất 100% từ củ rong riềng thì alo cho em Liễu, em sẽ ship cho các bác nhé. Hoa thì chắc là qua Tết em lại bán lại cho vui. Chỗ em bây giờ thì rất là lạnh, tách ra nó cũng sợ gửi vào miền Nam nó cũng sốc thôi chứ. Thank you.